Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp địa hình Chopit Martinez T cộng. Thì chắc chắn là các bác xem kênh em lâu thì cũng rất là quen thuộc với dòng Chopit Martinez rồi. Đó là một cái dòng sử dụng DOG bánh 26 khung nhôm, nhưng mà đây là dòng T cộng các bác nhá. Nó là một cái dòng cái bản nâng cấp cực kỳ lớn với cái model kia. Thì thay đổi lớn nhất ở trên chiếc xe là khung, thì nó là khung carbon. Toàn bộ khung của xe là khung carbon các bác nhé. Martinez T cộng này, cái bản nâng cấp rất là lớn ở trên chiếc xe. Được sử dụng bộ đèn chuyển động thì vẫn giống như dòng nhôm, đó là DOG 10 lít 3 đĩa, và đùi đĩa trục rỗng thì đã là đùi Shimano DOG này. Và vành bánh thì đã được sử dụng là vành Mavic các bác nhé, một cái vành rất là nổi tiếng của Pháp. Cái vành này thì là được sản xuất tại Đài Loan luôn các bác nhé. Đây. Đây các bác nhìn made in Taiwan này. Đấy. Mavic thương hiệu Pháp, lốp là lốp Maxxis và lốp này là 26x195. Khung carbon, khung toàn bộ là carbon và được thiết kế những cái nét cắt kim cương này để cản gió. Còn những cái nét cắt kim cương các bác phải nhìn tận mắt có thể nhìn ra được để cản gió nha các bác nhé, giúp các bác di chuyển trên đường đạt tốc độ nó tốt hơn. Đấy, khung thì dáng hộp này cực kỳ là cơ bắp và rất là chắc chắn. Đấy, tông màu sơn thì cũng rất là đẹp, tông màu xanh xanh chủ đạo và phối với màu cam đen, trông rất là thể thao. Khung sườn thì chất lượng rất là tốt các bác nhé, không lỗi lầm. Chỉ có điều là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về là nó xuất hiện những cái vết xước, xước nhỏ, xước răm, không thể tránh khỏi được. Chuyển đến phần ghi đông trên thì những chi tiết ghi đông cổ phốt này, hay là cọc yên này, rồi vành bánh các thứ của xe là nguyên zin hết 100% các bác nhé, nguyên bản hết. Đấy, và bộ chuyển động thì vẫn là Shimano DOG và tay phanh dầu của Magura. Giảm sóc này là giảm sóc dầu thủy lực các bác nhé, đến từ thương hiệu SR Suntour, model là XCR32. Máy ưa được sử dụng là máy ưa Luvatec và chạy bạc đạn các bác nhé, bi vòng bạc đạn. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Sao đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp với bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 đi là phù hợp. Bộ đề 10 lít, tiêu di 10 lít 3 đĩa và 30 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì các bác có thể nhìn trên hình đánh giá rất là mượt mà, lên xuống nhẹ nhàng. Dòng DOG, một cái dòng rất là cao cấp và được rất nhiều khách hàng tại thị trường Việt Nam sử dụng.
Chiếc xe đang được bán với mức giá là 11.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đăng ký lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.